Xin chào các bạn, tôi là Phan Lê Thanh Toàn, nhà cố vấn già. Đây là cái video chia sẻ định kỳ hàng tuần với những cái nhóm của đầu tư từ đâu à, Chúng tôi có những cái clip làm riêng. À, nhóm đầu tư từ đâu sẽ nhận một clip riêng, còn nhóm mà được cầm tay chỉ việc chắc chắn nó sẽ có những cái clip riêng của nó. À, tại vì sao? Tại vì trong cái clip riêng của nhóm cầm tay chỉ việc thì chúng tôi ngoài cái chuyện nhận định thị trường ra thì cũng chỉ cho nhà đầu tư là làm sao để rồi có thể tự mình để rồi tự nhận định thị trường hàng tuần vì sao tôi nói như vậy căn cứ trên nguyên nhân gì nói tóm lại là thông qua những cái video clip định kỳ hàng tuần thì cái nhóm những cái nhà đầu tư được cầm tay chỉ việc sẽ được chỉ nó đầy đủ hơn để rồi sau này độc lập hơn còn cái nhóm đầu tư từ đâu thì chúng tôi chỉ hỗ trợ thông tin và chương trình này được nhà có vấn già tài trợ những cái video này thì cũng mong là giúp cho các bạn không bị FOMO cũng như là Không còn mất mát tiền bạc khi mà Lỡ tham gia vào các cơ hội nhóm lùa gà Oppo dẫn đến thiệt thòi về tài chính cũng như là sức khoẻ. À, Cũng như mọi khi đây là cái miễn trừ trách nhiệm Và Tôi cũng như mọi khi Sau cái video đầu tiên rồi thì cái này nó chỉ là cái 5 giây để rồi các bạn tự đọc lấy à, Không nhắc lưu nhắc tới nhiều và cũng tránh mất thời gian của nhau à, chúng tôi cũng nói rất rõ chúng tôi là chương trình này hỗ trợ cho cộng đồng chúng tôi không có nhân viên tài sao chúng tôi không có nhân viên kinh doanh chúng tôi chỉ có một quản trị viên và những cái nhà đầu tư nha những nhà đầu tư và những nhà đầu tư mà người ta học nha nhà đầu tư người ta học và từ đó người ta biết đến người ta áp dụng hiệu quả rồi nếu có chuyện gì thì người ta giới thiệu mà thôi. Cho nên chúng tôi chỉ có một cái quản trị viên hệ sinh thái là cô Trần Thị Thanh Thảo, số điện thoại như vậy. Chúng tôi cũng có nhóm đầu tư ở trên là Facebook cũng như là nhóm Telegram. Đó, thì đó là cái điều mà cần lưu ý và sau khi xem bạn để lại vấn đề bạn quan tâm trong phần bình luận cho ý kiến. Chúng tôi cảm ơn khi mà các bạn like, share hoặc là comment ở bên dưới để cho chúng tôi hiểu về các vấn đề của bạn và để tránh mất thời gian thì chúng tôi đi trực tiếp vào vấn đề ngày hôm nay luôn về một tí về cái câu chuyện về thị trường về thị trường thì các bạn thấy rằng là đầu tiên mình nói một tí về khối nước ngoài ha ngoài các bạn thấy là hôm nay khối ngoại người ta vẫn bán vẫn rồng ha. bán rồng bán ở đây thì mình mình thấy bán như thế nào người ta thấy là Bán ở đây mình thấy khối ngoại bán đến 1.500 tỷ mua là ba như vậy bán rộng là 506 tỷ đó là cái mà chúng chúng ta thấy bên cạnh đó thì chúng ta lại thấy điều gì nữa tốt với cổ phiếu bán rrò nhìn đây chúng ta có thể thấy thêm một tuần vừa qua một ngày vừa qua như thế nào một tuần vừa qua nó cụ thể nó ra sao? À, đó, thì đó là đối với khối ngoại, đối với khối ngoại, nha. cái này nó có khối lượng, còn này là giá trị, giá trị là bạn bán, bán rộng mua bán rộng ở trên thị trường tài chính kinh doanh. đó, thì đó là cái nhìn sơ qua để các bạn thấy một tí về các cái biểu đồ mua bán, cũng như là số lượng mua bán. về tự doanh thì sao? tự doanh thì chúng ta thấy là một tuần tự doanh cũng bán rộng tuần qua tự do bán rộng đến tổng cộng là 628 tỷ à, hôm trước ngày 18 bán là một ngày, mua là 1765 tỷ nhưng mà đến ngày 20 tháng 12 thì bán 1008 cái hôm nay tháng bán hai rất là nhiều nữa các bạn à, còn hai phiên vừa rồi nó bán là 225 129 bán rộng trong cái đó thì mình thấy cái điều gì trong đó mình thấy rằng là như vậy là cá nhân và nhỏ lẻ trong nước mua khá nhiều ha đó là sơ qua một số cái tình hình như vậy ở trên vn index để rồi các bạn có thể nắm sơ qua được. Còn lại ở trong cái gì ở trong tình hình thì tôi vẫn bảo lưu cái chuyện hôm trước thôi. Nói lui nói, nói tới thì nó sẽ dao động trong một cái biên độ hẹp, Nha một biên độ hẹp, dao động từ ở đây 106 1070 mươi à, chỗ này chỗ ở đây nè đó ha à, dao động lên đến chỗ này à, 1035 136 37 38 90 cả đó à, dao động trong này ở đây khoảng thời gian hy vọng rằng là tuần sau hy vọng là tuần sau đó, thì nó sẽ có gì à, nó có à, lực cầu vào hôm nay một cái phiên mà nó cho ra một cái nến doji à, như vậy là hợp lý nghe hợp lý hợp lý là tại sao ba phiên tăng rồi có một phiên chỉnh là chuyện bình thường chuyện này thì sao chuyện này thì tất cả chúng tôi đều có dự đoán trong đầu giờ của ngày hôm nay hết à, ví dụ đây là k 7 nè đầu giờ tôi cũng đã nói rõ hết cho anh em ở Trong gì ở trên đó hết trơn rồi à như nó đầu giờ nè hôm nay này, đầu giờ tôi nói hết trơn này. đó thì những cái chuyện này nếu mà mình gì mình được cầm tay chỉ việc đến nơi đến chốn nha Thì mình sẽ ra cái video vừa gửi cho những người nè đó à, thì họ sẽ gì họ sẽ được nhận hỗ trợ thông tin nó tốt hơn ổn hơn nhanh hơn vân vân và tất nhiên họ cũng dần dần sau một năm thì họ sẽ trở thành nhà đầu tư độc lập à, mình so à, qua một tí trên vn30 thì sao R10, ổn. À, vn 10 ổn vn30 cũng ổn rồi mình xem thử ở bên gì, phải sinh thì như thế nào hôm nay là hôm nay là mặc dù có giảm điểm nhưng mà người ta giữ lại mua nhiều nè à, mấy phiên trước thì bán mua nhiều nè Yeah, thì mấy phía trước vì sao ngày hôm qua đáo hạn phái sinh cái Hôm nay mua lại là chuyện bình thường à, Hôm nay mua lại là chuyện bình thường Rồi à, còn nếu như mình nhìn trên HNX HNX thì nó cũng cho là như là cái cây nến doji gì HNX 30 thì chắc cũng tương tự vậy thôi à, Tương tự vậy thôi à, Không ngày Rồi Upcom thì sao Upcom thì cho một cây nến đồ gì à, à, Nước ngoài cũng mua rồng ở trên Upcom 16 tỷ thôi uh, à, quỹ mô phỏng VN30 ừ, cũng có cái nến rút chân cuối giờ make cũng tương tự như vậy à, VN100 Quỷ VN100 cũng có rút chân một tí chứ không phải không đâu nha à, cũng có rút chân tí à, nó nhìn sơ qua như vậy à, nó mô phỏng VN100, này mô phỏng là mít nhóm mít cáp à, này mới ba 30 à, lát cáp thôi nhìn cái khu vực bốn 4, 4 màn hình thì sao bốn màn hình thì nhìn vô thì mình thấy rằng là thị trường ok ok à, mong rằng là cái tuần cuối năm mong rằng là cái tuần cuối năm à, nó có gì nó có tăng tăng cái gì đó một tí à, thường noel nó hay có một cây trước trong hay là sau noel nó thường có một cây đỏ thường thấy vậy à, thấy năm nào cũng vậy ở trước trong là sau này là có cây đỏ như vậy Nhưng mà nhìn tình hình hiện nay thì mình thấy rằng là It's kê okay thôi uh, Thị trường tiếp tục đi ngang Nha yeah. Tuần tới ví dụ nó tìm cận là 1030 thì càng tốt cái okay, ổn Nhưng mà thị trường chứng khoán Việt Nam các bạn thấy không Các bạn thấy rằng là Nó cứ vậy đó uh, Mãi hai mươi mấy năm rồi mà nó vẫn cứ không chinh phục nổi 1200 nhưng mà tay vẫn thích bình thường tại vì sao cái đánh lui đánh tới nhiều vòng ăn nhiều lần không có vấn đề gì đâu à, thị trường thì vẫn có thể mở lệnh mua được tại vì không có vấn đề gì hết phiên tuần thì mình thấy rằng là tuần trước tôi có nói là một cái nến giảm bearing eco nếu nhấn chìm giảm thì nó cũng đã giảm rồi nó về lại 108 mấy nè tám 1080 nè cả đó xong xuống nó dội lên rút chân thì cho một cái nến đôi nón nến chuột chuồng nè đôi gì chuột chuồng này. cho một cái chuyện là rút chân khá mạnh đó, chứ không phải không đâu Rút nhân chân khá tốt trong tuần vừa rồi nhìn sơ như vậy không thoáng thì tôi thấy vẫn ok mà đâu có vấn đề gì đâu đó, à, mong chỉ có mong rằng là sao anh em chọn được đúng cái cổ phiếu chứ còn nếu như mà chọn sai cổ phiếu thì giai đoạn này vẫn lỗ bình thường ha. rồi à, nếu như mà các bạn có vấn đề gì á coi video à, mình nếu mình coi video mà mình được hưởng lợi từ cộng đồng á thì mình cũng làm cái gì đó cho cộng đồng À, ví dụ các bạn có vấn đề gì các bạn hỏi thì các bạn comment bên dưới Đó là thể hiện sự thiện trí Like và share Like là để gì? Để tôi biết rằng là ừ, có có coi Còn share thì cũng giống như tôi share cho anh em thôi nha Tôi làm là vì cũng mong là anh em đừng có bị lù gạo bô nữa Thì các bạn cũng share để rồi những người bạn của mình đó, không có bị lù gà, không bị ốp bô, không bị mất thất thoát tiền bạc đó ví dụ như mình được hưởng lợi từ cộng đồng thì mình cũng nên chia sẻ cái gì đó. để cho cộng đồng để rồi là cộng đồng người ta có thể gì? Người ta cũng được như mình. Cái đó mới là cái mà điều hay anh em cần làm. Và video hôm nay tuần này chỉ có chừng này thôi, nó không có cái gì nhiều hết trơn cả. Tôi cũng thích dòng dài. Ok, chào các bạn, cảm ơn các bạn.